Thiên hoa quả. Đấy nhà mình. Được. Đáng nhẽ ra là có con chấn đen nó nằm giữa đấy, nhưng mà mau đệ thì bong mất một con. Còn vợt mình anh Khang anh đánh được một con, còn vợt mình cho vào đến vợt rồi nó còn dãy ra. Số con cá đấy nó vẫn còn số hưởng. Nên là nhà mình sẽ nướng cái chỗ này trước để tí nữa nếu mà được cá ấy, mình sẽ chơi một quả này thì được, nếu mà được cá chấm đen mình cho lên mình đốt luôn. Đốt. Đốt như kiểu cá rô phi đốt ấy. Đấy, mọi người ăn cá đốt bao giờ chưa? Đấy. Bây giờ đợi đợi than đã. Chặt cây để nướng cái này đã, để ăn trưa đã, xong rồi chiều mà được chấm đen là mình đốt ăn chiều luôn. Đúng rồi. Đấy, đúng không? Mọi người thấy món thịt rau củ quả của anh em mình ngon chưa? Thịt xiên rau củ quả. Cho cả ngủ. Wow! Tuyệt vời! Nhưng mà từ lúc mình nướng này và cụ Khang món vẫn chưa thấy lên con cá nào. Và Mao Đệ cũng thế. Khả năng là mình quyết xong cái này là mình sẽ ra làm việc hộ. Chứ đợi cái đội này câu được cá thì chết đói. Mọi người thấy ngon chưa, tuyệt vời chưa? Ấy, cả xiên của anh em mình đấy. Đấy, Mao Đệ hiện là đang chán câu vào trong kia rồi nhá. Với anh em đang dọn đồ trong kia để chuẩn bị chén thôi. Còn hai cần thủ Khang với cần thủ Trung vào chén thôi. Lấy sức đi còn giật cá nhỉ. Hiện tại là hết gần hết một ca rồi, anh em mình vẫn móm nhá. Không phải móm theo kiểu đấy mà lôi cá lên bơ rồi còn mất, cay lắm. Bây giờ anh em mình phải chén để lấy thực vực đạo đã. Ngon đấy. Siêu kinh điển. Và thiếu mỗi con cá thôi nhưng mà thế này là hấp dẫn rồi. Anh em không uống bia với bọn em anh ơi. Anh đừng dùng bữa. Ra mỏi mát rồi. Mát chưa rồi. Đặt đây. Đặt nguyên đấy, đặt thế này. Đấy. Cây lên đấy nước. Ok, ớt thì ngon này. Đẹp luôn, đẹp luôn, chén luôn anh ơi. Chén đây, chén đây. À, em ngồi vào đây. Anh Khang ơi, anh ơi, Trung ơi, Long vào đây. Anh Cường ơi, nhà máy ra nhá. Ê, vào chén đã vì mấy có sức mà giật cá chứ nhỉ. Ra luôn đi. Ra đâu đấy. Sao Mao Đệ thử xem chín chưa? Ui, thịt bò này. Ngon đi. Ui da. Vừa chín tới đẹp luôn này, đỏ đỏ nhá. Tuyệt vời đấy. Ngon lắm. Thế nào? Mời tất cả mọi người nhá. Ngon tuyệt vời. Anh em ngồi đây. Ngồi đây để cắt đồ. Ăn đến đâu xỉa đến đấy nhá. To nóng. Ai ăn chay thì ăn rau củ quả. Còn ai không ăn chay thì uống bia. Ngồi đó mọi người ạ. Tuy cái em bữa kìa. Ngồi đây. Đây là thịt lợn rừng nhá mọi người nhá. Lợn rừng này. Đấy. Đó em miếng hả? Đây. Không để em ăn miếng gì máu này. Cái này. Miếng nào gì máu? Chả có miếng nào gì máu cả. Miếng nào chẳng ngon. Ấy, trời ơi. Ai. Thế đã nhỉ? Phải không? Cơm đây coi. Đã. Ôi dạ. Lại chưa. Nổ gì đấy? Bật lửa. Bật lửa. À ừ. Nổ bật lửa, cái bật lửa này luôn. Nắng quá nổ cái bật lửa mọi người ạ. Mới thử. Ui. Ui, vừa chín tới. Phê chưa? Phê chưa? Chóng. Đúng. Đây thịt lợn rừng này, thịt bò này, thịt bò này, vịt này. Đáng nhẽ ra còn nằm nướng nữa nhưng mà hôm nay anh em mình đi sớm quá không lấy được. Thôi bây giờ triển khai thôi. Chiến thôi. Lúc kia anh tưởng có cả gan đấy nhỉ? Không, gan đó. Mình tưởng có miếng gan cơ. Phải. Chắc biết đấy. Cho cái bát đá lắm ơi. Ừ. Đấy, thấy thịt vịt đây này. Đấy, thấy thịt vịt chưa? À. Đấy.
Thanh niên hơi béo nên là vong chịu tải chịu tải kém. Cá mà nó đè như thế thì có phải là là một giật không? Cứa thử con vịt xem chín không? Chín đây cổ. Chín. Chọc nó chảy máu. Chín chín không? Chín ngon luôn nhé. Chín đẹp. Món này tê này, tê này. Đấy, cái món này là thịt bò vừa chín tới. Máu nó phải chảy chảy tí. À. À, mọi người dùng đấy. Đâu, cho anh một bát nào. Mời tất cả mọi người nhá. Tuy rằng chưa được cá nhưng mà thôi được ăn là được. Anh em đây. Đó. Mời cụ nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Đấy của mai, không đâu bao giờ ngon. Từ đấy, anh em thử thịt mang các kiểu đi. Đó, mang đó. Đó, lợn mang rừng. Thịt đi ấy, thịt lợn rừng. Đó là gì đấy? Thịt lợn mang đi. Đấy, đỏ đúng không? Đỏ đúng không? Cải, ngon luôn. Ui, chín ngon luôn. Đây đây. Chín ngon luôn đấy. Thịt bò, thịt bò. Tái quá. Tái gì? Thế này mà anh bảo tái. Tầm nào là chưa lấy đi được vợ đúng rồi. Ăn nè. Đang nói chuyện thịt bò cho mày chuyển sang vợ. Phải ăn được những cái loại gọi tái tái kiểu như thịt lợn rừng này. Đấy. Chín quá. Thịt lợn rừng này này. Cho miếng tái cái lâm quay. Đấy. Tái em mới ngon mới tê. Đấy, hôm nay sạch đẹp luôn nhá. Ngon mình, rồi. Mình phải thử thử cái quả quả này đấy nhá. Quay. Chín rồi. Đấy, chín mở luôn. Củ này là củ khoai tây. Củ này là củ khoai lang. Khoai ta. Khoai ta. Đang nóng ấy mày. Chín hơi chưa hơi sống. Củ này là gọi là củ khoai củ sâm. Củ sâm. Mình làm miếng sâm đã nhá. Ngon. Thịt bò không ăn người thế nào? Đây nhìn này thịt bò này. Ăn sâm ấy ngọt lắm. Thật. Thịt bò. Củ cải ấy. Nó ngấm thì sao ạ? Đấy, thịt bò nó phải thế này. Ăn này mới ngon. Chín. Thịt bò nó phải ăn như này bò, này cô. Tây, ăn biết tên. Mày rút cái thanh kia cắt cho anh một cái đùi. Cắt cho anh một cái đùi. Nào. Rồi, về đây. Về. Chín không? Chín. Ui, chín đẹp luôn. Đẹp. Như anh em mình ăn ấy, thì là chín tới kiểu nó hơi đỏ đỏ tí là gọi là chín đẹp nha mọi người nhá. Nếu như mà trên tivi thì người ta sẽ bảo như thế này là sống. Nhưng mà như anh em mình thế này là thế thì tivi không Dubai thế nào ạ? Dubai người ta ăn tươi hơn. Chuẩn luôn. Anh em mình Dubai đấy. Mình cũng phải vào dùng bữa cùng mọi người đấy, cùng anh em đây. Mọi người chờ đón tí nữa anh em mình sẽ lấy sức để giật cá nhá. Nếu được cá chiều này mình đốt luôn. Cá đốt à, cá chấm đốt cả con. Trôi rồi mở luôn cho mở. Cứ cho nó chạy thì con này không thoát được đâu. Con này thoát thì em lăn xuống đây. Càng cho cầm cần xong. Lần này em giật cá. Lấy cái rồi giật được. Mấy con nhớ đây. Đấy. Ăn. Chưa biết là cầu. Quyền. Nó nổi lên nó quấn. Quyền. Quyền này. Quyền. Ôi đúng không. Con là cũ léo nào. Ý nữa thì quyền. Lại giống con lúc sáng tính mồm. Bé con này bé nó mới. Mới cho chạy mỏi mỏi cá đi. Không, con này mới. Chấm mới bé con này bé. Mặt vàng ấy mày. Mặt vàng nhưng mà vẫn chưa phải kìa. Tưởng ngon. Con này cái đàn trước. Phải tập phạch cái rồi. Cắn móng rồi, anh cắn móng rồi. Thế mà phao nằm đấy nhá. Không đúng rồi, nó nằm im. Cho Cường cầm cần xong thì cho xe đi. Em mở máy rồi. Hơi đi cho người ta câu. Cho lên.
khoách cổng vào mồm, khoách mất. Khoách chim ý. Anh chẳng có máy. Lúc nãy nó vào vợt rồi nó mới tuột. Máy bất bên kia. Khoách ấy, ngoài vào luôn, tay ngoài phát là xong. Bảo Khoách ấy lại, tay ngoài phát là xong. Đừng được khua anh Cường, chó vợt xuống đi. Đấy, Khanh quay đi anh, máy anh để, máy anh đi ra, vứt máy anh đang sạc pin. Bây giờ nó mới khỏe đấy. Ôi giời. Riêng mà trượt con này em bể cần. Gọi là chó sút cá đi. Đấy. Quên đấy. Có khuyên. Chán thế. Trời ơi, trắng trắng ở trên lưng ấy nhỉ, hay nhỉ. Trắng trắng ở lưng là có mà. Cắm máy đây, Biên ơi, cắm máy. Ô. Tang rồi. Biên ơi. Cắm máy rồi. Sang đây. Cắm máy cho anh ơi. Không nó chẳng nghe đâu. Cầm rồi, mới sang đây. Không cho. Này vớt này. Nó cầm mới sang đây. Để ý. Đấy, chưa được đâu. Vớt, cái là cầm áo vớt. Ôi, tôi đừng vớt thế. Em vớt chuyên nghiệp rồi. Không phải, vớt đấy nó đang đi ra, nó định lôi vào nhưng mà không kịp. Mắt cá nó móc lanh vào pháp và nó toàn mắt cá. Để cho lên hẳn đi. Đó. Nó nổi bệnh hẳn lên đi. Có mỗi lanh thôi. Nó đóng có một lanh thôi. Chưa được cái này, nó nổi hẳn bụng cái đó. Đó, nó nổi hẳn đi đã. Ai. Wow, thôi. Thế nào hôm nay đi xe máy à? Chân chống dừng lại đi, anh nhìn lần luôn. Em còn đeo câu thế nào thì chưa câu. Em phải kêu cảnh phát mà. Làm luôn đi. Cảnh phát mà. Biết cái đấy nhỉ. Phò lên. Lúc mở máy cá chạy mở máy, ông mở luôn, chẳng mở, ông mở ban. Em biết là em mở máy đó. Nó nghe tiếng kêu tạch một phát, em tưởng là đứt. Mở ban. Cháu tưởng đứt rồi cơ. Cháu chưa câu bao giờ, chưa giật bao giờ, chả biết là qua máy câu được gì. Thế bảo nó mất cá rồi. Ôi tưởng mất thật mà. Em nghe tạch phát mà đứt cơ mà. Bây giờ nó quả đó. Mình rõ ràng phải phao chết mà. Còn không biết được bên kia còn hô mầm vẫn còn cá. Anh em mau để mình câu bắt cá mầm bên này. Có quên không? Con này có quên không? Chưa bao giờ. Không có anh. Cái con lục nó đóng cái gì nó đóng cái đồng tao mới đóng cái đồng nó đóng đóng vào sáng ra vòng mấy con rồi bia chứ bia anh này phở này cho chạy ra bây giờ nó khỏe đấy nó khỏe bây giờ mồm nó hồi cá mà sáng ngày bong mất rồi, ngày bong mất một con rồi, sáng này cũng dính mồm à, ngày cũng dòng này à, dòng này không dính mất câu kéo lôi như lôi trâu vào ngày rách mới vọt đây rồi đây rồi vào đấy con này ăn đâu đây đây bên này này đây bên này đây đúng rồi sáng ngày rách ra bao giờ. Ngày ra một con đen rồi. Bong sáng cái bong con nhỉ. Múc vào đây, múc vào vợt. Vợt này, vợt này thì gặp con này thì nó rách nốt. Rách rồi, cái này phi rách rồi. Đừng quấn ngắn quá, để dài rơi nhá. Dài ra. Đấy rồi, dây vào đi. Đấy. Từ từ, treo lưỡi cười. Mang kìm á. Nhấc lên luôn anh ơi. Tay gỡ ra được mà. Nó ra nó lại lộn ra ngoài chứ. Cái mồm mẻ. Bổ thẳng vào mồm này kia có chạy lên trời. Rơi. Mất rơi. Con này không có quyền đúng không? Sao bây giờ mổ? Chắc có quyền. Anh em bắt tay bắt rơi đi. Cần đủ quả chiêu có được. Anh em đang uống. Mang đi bờ đánh, mang đi bờ đá. Bổ lớn như mình phải đem cái thạch quả đến bờ. Con này to đấy. Con này đầu 8. Ui giời. Con này 8 cân. Con này trên 8 cân. Con này phải đầu 9. Con này 8 cân. Con này 8 cân rưỡi. Con này 9 cân. Con này 9 cân. Dài thế, con này dài thế nhỉ. Con này cua rồi. Con này qua rồi. Nhà ôm lên cái nào mà ca. Anh, ăn nó. Nhìn đây nào. To lắm, con này to lắm. Ăn nó thích không? Con này phải ăn. Con này bảo vệ ra bây giờ chưa? Đo xem nó dài bằng mày không? Con này dài đẹp. Con này ăn dính. Vài nữa mới là được. Có được không? Dài đẹp, quá đẹp rồi. Con này đẹp. Đẹp tuyệt vời nhá. Đẹp tuyệt vời nhá mọi người nhá. Đúng không? Xích này, xích này. Bạn thì nó bắt em nó điếng hay sao mà đứt một lúc nó cùng rồi. Nó cầm bề chết mất. Nó điếng. Cầm cái chết thôi, được đo cái thôi. Cho sức vào xích rồi. Xích lại. Xích lại. Cho sức vào xích. Chạy nhanh nào. Xích vào đi không chết. Cho xích vào đi. Ok đó. Xích. Thôi đưa xích về. Ôi. Có mổ lướng luôn đi chứ. Anh em mình à. Cho xích về. Mổ lướng luôn chứ em. Thôi nữa, đang uống bia. Anh em mình đang uống bia trên kia thì Hoàng Anh xuống cầm cần một cần. Một cần thử nghiệp dư. Cần thủ chưa bao giờ câu cá. Tạch một phát mình tưởng là đứt rồi chứ. Mà sao ra ngoài kia sao? Được rồi mà nó rối máy rồi. Được rồi máy sao anh nghe thấy kêu tạch một phát anh bảo đứt mẹ rồi. Nó bật cái máy đang căng, nó bật máy mở. À nó bật bật ấy à? Không phải, không phải anh lúc kia là ông ấy mở máy lên uống bia hay là không khóa lại giật kiểu giật nó. Anh ơi, cái gần đứt mẹ luôn. Khóa lại rồi.
Không, biết thì sao được em. Chị em lại cả với anh, em lại chơi với anh. Em lại chơi với anh nào lại là 500 ăn một củ. Nào. Trời ơi, đang cãi rồi. Cãi rồi, thả em nó về nơi sản xuất đi. Cãi rồi, cãi rồi. Chúc mừng con cá. Chúc mừng con cá đầu tiên của chủ hồ anh ngoài ra đây cái là được. Đúng chủ hồ ra cá mới vào. Tâm mau qua ca nhá. Hồ câu ai cùng là phải có anh ngoài ra là mới được cá. Chứ câu bao giờ đấy. Tưởng mất rồi chứ. Tao thì đứng im. Hôm em vào trong không phải đấy, lúc anh lên ấy là anh nhả máy ra. Chưa câu bao giờ vào giật hai lần chết. Mày giật đấy, mày nó lỏng. Nó mới giật đi, nó mới giật đi. Thế là cước nó mới long thong nha. Em lật cái khung lại. Thì em mới bảo là ông là con cái sao ấy. Em mới bảo lật khung, bảo mở máy thì nó lật khung. Em lật khung, lật ra. Nó lật, em lật ra thì... mở làm người ta mở lu này. Em không biết là cái xoay nó mở hẳn máy mở sổ cước mở thế nó mở sổ luôn sổ nó sổ ra, cước nó ra nó bịch phát vào đầu cá nó chạy đang chạy vào nó còn đấy mà ra, dính ra. Người chạy là mất vì lục chứ không phải dính người là nó chạy nó vòng cước ở dưới đít máy mà nó sổ mà mở máy bật lên sổ mắc cá mình mà mắc cái phao đứng im đấy này em bảo như là em bảo trong mỗi vai đưa tí mình là gió. Thì hôm nay con này nó dính người nhá, nó dính người mất rồi. Uống riêng cái phải chia cái nhỉ. Cũng rá cái nhỉ. Cho câu ra cái. Người chưa bao giờ câu cá. Chưa bao giờ được gần một lần nào để đạt trượt đấy. Chồng bóm cho anh em. Cảm ơn bác rơi cái. Đó. Làm sao? Hết nha. Được chưa? Đây. Lại được à? Chứ coi lại được à? Được. Được. Đừng giật. Được có mà nó vui rồi. Không, con này to này nhỉ? Con này to. Con này ngon ạ. Con này 8 đầu con này trên 8. Con này cân khoảng nếu mà cân chuẩn thì tầm 8 cân 3, 8 cân 4. Chuẩn nó vào linh bông bảo phải cắt bó này nhá. Biết với ai có 22 triệu. Ô bảo chứ nhìn sao. Cái này móc vào cái đời xong rồi giật. Được. Dũng cầm cần đi để quay trực tiếp nhá. Dũng cho hẳn lên đi. Mở máy. Nó bám nhau. Nó bám nhau rồi à? Mở máy á? Mở rồi. Được rồi. Được bám nhau rồi mất. Thì cái này mò thì nó mới chạy. Mất rút sao đẹp nhỉ. Ai ăn được dòng nhá. Ở chỗ này nè Dung. Đứng mồm tiếp. Khuyên. Không khuyên. Mẹ cả dây cá rồi. Kéo dây cá vào đi. Kéo dây cá vào đi. Tiếp tục báo cá cho Mao đại ca nhá. Dính rồi. Ủi mất cá luôn. Mất đâu thế, cá vẫn đang rong đây mất. Đang rong đây thấy. Thằng Dũng. Ôi. Mất cá mất rồi. Cá nữa đi. Nhả máy ra tí anh. Lùi sao? Nó có chạy đâu mà nhả nhỉ? Cá nhá. Vít đi. Rồi cứ cho nó chạy đi cho nó yếu đi rồi. Đừng có go cước thấp quá Cường ơi. Kìa nó vào bờ này, vào bờ Dũng, này. Dũng đừng quấn, Dũng cứ kệ đừng quấn. Đừng có quấn, cứ mở máy ra. Mở máy ra. Cứ mở máy ra. Dũng thì cứ mở máy ra thôi, nó kéo tập trung kéo tất. Mẹ ơi. Tiếp tục bảo cá cho anh em mau lại ca nhá. To, cái này to. Ra đây lấy máy anh lái chim nữa nhỉ. Máy anh đâu? Ra đây. Dũng vừa bùng xong. Rồi. Nhưng anh đồ đồ bừa. Trời ơi, kéo mở máy. Thôi đừng chọc cái. Dũng cứ mở máy ra. Kéo con cá kia vào đi. Kéo con cá kia chưa? Hất cái đầu. Đấy, hất rồi đấy. Cứ chưa vượt vội, đừng vượt vội. Tắt mạng à? Tắt mạng rồi, mở mạng đi. Đừng vượt vội, cứ cho nó chạy mà lâu ngày rong nhỉ. Có quyền không? Có quyền không? Không có quyền. Người ta đi câu người ta chỉ nhất lúc rong. Lên cá nha. Quấn đi. Báo cá cho Mao đại ca. Sao? Báo cá. Úi giời ơi. Đúng có mở máy đâu Dũng ạ? Chúng giật nó phải khác, nó lòng thì lòng kìa. Nó tua, nó có độ tua, vòng tua. Nhưng nó phá ra nó chặn. Chung rồi. Được cá là được. Báo cá cho Mao đại ca. Được gỡ là được. Đỏ nhạc. Vừa đấy xong, đáng nghịch bảo hút điếu thuốc lào thì. Vậy cái đâu cần. Đấy thì chẳng vậy nên còn gì anh. Con lấy ra nào được, nó dính vây lái rồi. Dính vây lái mà. Thôi, lấy. Con khỏe lắm, từ. Con này dối thôi rồi. Thôi lấy đi. Thôi. Trung. Ôi trời. Thôi. Đấy. Vào mẹ vợt rồi. Vào mất vợt rồi. Xích này. Anh xích đó. Từ. Đây nha. Dối mà đây. Quấn vào phát là dối cho anh. Bê cái cho nó kìa. Anh xích vào.
không cái gì. Còn nó nhảy ra đấy, xem là con này nghe đen hơn con trước. Đấy. Đánh nhiều chút. Lấy cái đầu xích, lấy cái lấy xích trên. Trên. Hello 152 đang xem nhá. Đấy, lấy một cái đây.